Mở đầu video, xin chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn đang xem trên kênh Cuộc Sống Việt Vườn. Trời mưa lớn quá. Quay đây. Lâu lâu chút, nhìn vô đây thân thiện vô, tình cảm vô. Nhìn vô đây nè, nhìn đây nè. Nay nhân dịp sắp tới Trung Thu, tới luôn rồi chứ sắp gì nữa. Gia đình mình nấu một cái nồi lẩu bò để cùng nhau ăn, rồi xong cái ăn bánh Trung Thu rồi nhâm nhi uống nước trà. Mà ăn mẹo này cho tối nữa. Hôm bữa ăn cô kêu là ăn tối đừng nên ăn đồ ngọt, uống nước trà rồi có tiêu. Mà lâu lâu chứ không sao đâu ha. Cái này là mướp với cục cải trắng. Thôi mình để vô nấu nước ngọt. Còn cái môn này mình chiên, mình làm bỏ vô trong nồi lẩu. Còn đây là cái bắp kèn bò. Đây là cái miếng da nạc. Mình sẽ quấn lại là mình bỏ vô mình nấu. Đó, nguyên liệu nồi lẩu ngày hôm nay đơn giản. Với có bò viên đó. Review sơ cả nhà xem cái khu vườn của mình sau cơn mưa lớn. Ý là mình đắp cao lên vậy nhưng mà vẫn không thoát nước kịp. Củ cải nha. Còn xà lách thì thôi rồi luôn. Ống gà do trời mưa chứ mình cũng yên đi mình cũng bận việc. Rồi không có làm vườn. Cái mưa vậy là cũng đâu có làm được, trồng nó không có lên cho nên mình chưa làm lại nữa. Mới hôm qua mới ra nhổ cỏ được mới này. Chuẩn bị làm lại hôm nay mưa nữa. Điều kiện thời tiết khó khăn. Xà lách nằm thúi trên. Rồi mình sẽ nhổ cải đó với mớ mùng tơi bên kia. Bên kia có đắp mùng tơi lại lên thằng gào kìa. Đó. Với hành lá, nấm gầy nữa. Vườn còn cái gì ăn đó, mưa tới nữa. Tính ra 20 ngày nay mình không có làm vườn mà rau còn vẫn còn ăn được. Mấy áo mưa bận chút. Mưa chút và mưa là nhổ cải luôn. Dạ, vừa không gì chút. Nó dài á. Vừa dặn luôn này mình trộn để hồi đi là lấy ra luộc với gừng một xíu. Tình tạnh mưa bẻ mùng tơi nó được giống hai loại rau này. Chờ người té nha. Trời ơi, lấy kéo cắt ra đại ca ơi. Màu mè quá. Đại ca màu mè quá. Vô cho nó ngon. Ủa hành nó không có trẻ ra hay chút. Có trẻ. Trẻ làm 4. Trẻ làm 4 mà trẻ dính á. Khu gừng sao ít gì vậy? Có miếng gừng hả? Còn có bữa sau này lột vỏ hay gì nè chút. Nó vàng tươi nè. Mày biết quế khâu đó là gì không? Gì? Vỏ cây quế á. Hả? Vỏ cây quế á. Cái này nấu giống như nấu phở. Nấu mình nấu bằng đường phèn. Rồi thêm rồi củ cải trắng, rồi mướp, rồi thêm thịt bò. Trời nó ngọt, rất ngay.
trong khi chờ nấu lẩu bò thì mình ăn vậy vậy hả, ăn nhiều quá vậy, ăn bánh trung thu đi. Ăn nhiều quá vậy một... hả, đó chế vô đó đó miếng à, rồi phần tư là phải rồi à. hai cái 8 miếng vừa đủ luôn. Đây cho nhà xem trong thêm lần nữa. Lấy cái trứng muối của hai nhỏ ra nha, để nó dục trứng muối đó. Hai đứa nó ăn gì vậy? Trứng muối ở trong có cái trứng. Tại vì trứng muối này có một cái bánh có một trứng à. Khửi ra. Ừ. Ăn trong nó một bên có bên không, lựa cái nào không có cho nó ăn. Đâu vừa đủ. Nào cũng giữa mà. Nè, như cái này nè, lấy cái này ít ra lấy ra nè. Nè, đó này đó, ít nè. Đó gì khửi đó ra được đó. Rồi. Này. Giờ ăn mâm dưới đi, hồi lên mâm trên ăn. Thiệt. Hỏi này nó nồng. Này mua trên mạng hay vậy đó? Mua trên mạng. Nhưng mà hộp đâu trăm mấy á. Trà bạc hà có ngọt. Nó ngọt ngọt mà nó the the. Nào mà không có chữ muối đó cho nó. Đây nè. Mày cả nhà cùng ăn trung thu bé bé với gia đình mình. Xong rồi cả nhà dùng bánh trung thu với gia đình nha. Nhà người lớn mình ăn trung thu. Không có người lớn hết rồi, không có lồng đèn. Ăn đó ăn tiền rồi. Nhà móc ra đi. Nói ăn trung thu chứ có không khí gì trung thu đâu. Không ăn này, ăn này. Hay có lồng đèn đần tê tê rồi. Có đó có chó trứng. Phải có M2 nhà M2 là lồng đèn rồi cho hai đứa chắc rồi. Tiền hổm tính làm lồng đèn mà đi về là trễ phải không? Trễ rồi. Nhà làm được cái bánh này mừng hết lớn. Thành công. Thành công. Năm làm lần. Nói chứ lâu lâu mình thèm mình làm đâu đợi tới. Không. Nhưng mà ngủ. Tới một năm rồi tới ngày làm đó, nó có ý nghĩa hơn cái làm như nó ăn ngon hơn. Đúng rồi. Trung thu là Tết đoàn viên. Hai đứa này ngộ chứ. Cái muối ngon chết. Vậy mà ăn rồi. Bao dưa đó rồi. Ăn đi. Ăn. Lộng ăn. Lộng ăn. Ngay vô ăn. 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 Nói vậy. Nói vậy. Ngon. Không nói gì. Ngon, béo béo. Nó tay nhồi á. Béo béo. Béo béo. Đó kìa. Tay ngoài sạch. Tay ngoài nhồi lại. Tay ngoài nhồi. Đó không? Ừ. Có gì đâu, ăn nó ngon chết à. Nè, cô tính còn chút muối nè. Ừ. Đó. Ngon mà. Ngon ăn một cái này hết không? Hết chứ lắm. Mẹ ăn hết. Ăn hết. Ăn lên đường nhập viện luôn. Đói thì ăn hết. Không đói rồi. Không khỏi đói mẹ cũng ăn hết. Chị biết bao nhiêu đường trong cái bánh trung thu không? Ừ. Ăn nhập viện luôn. Mỡ nữa. Ăn không vừa vừa ăn cái giống ngọt không? Ngọt, nó ngọt mà. Có người ta bán còn ngọt nữa. Ăn bánh trung thu người ta ăn để thưởng thức rồi ăn để no luôn chứ luôn. Không cá mà mấy cái bánh mà lúc mà đói ăn hết chứ bộ. Ừ. Nổi tiếng bánh này nhỏ nha. Vừa ăn. Nhưng mà mấy bánh mà bán chợ trời nó ngọt ngay nha. Bự quá ăn hết. Đâu ạ? Rồi ạ. Cái trà không uống. Nước nào không uống. Nó ăn trung thu, ăn bánh trung thu xong rồi giờ tới mình ăn lẩu bò nha cả nhà. Quấn đẹp quá. Đầu bánh tét luôn. Chết cha. Tăng qua tăng lại cho nó. Cái thao nó lạnh, nó không bị thâm đen. Nó trắng. Cái này gọi là da nạc. Da với nạc. Bỏ lại cái nhìn nó đẹp. Mà thịt. Thịt không à?
với tấn. Chưa. Cái này chưa. Em bay mấy hết. Chưa. Ok, bỏ ra nhìn đẹp ha. Ừ. Da sắc không được đẹp. Bỏ là cho nó dễ. Đó, đó. Trời, mở cái này quá ha. Mở cửa vô luôn. Mày lội mương rồi xong rồi mày vô mở cửa. Pin vào. Thế vô xôi cái nhà nó mềm thêm nữa. Chụp pin lên. Giỏi viên. Chặn luôn rồi đó. À, chiều hôm nay chúng ta sẽ có một nồi lẩu bò thật đậm đà hương vị trung thu. Rồi hôm nay cả nhà cùng ăn lẩu bò với gia đình nha. Rồi thả vô đi được rồi đó. Một bảy xôi mà bảy để vô được rồi. Xong rồi mà nhà dùng lẩu mình... mấy ăn bánh trung thu đò đói hay gì mà gấp mà. Mấy rồi mà cả nhà dùng lẩu 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 thôi cả nhà ơi. Ăn lẩu ngày mưa là thấy mát mẻ. Ngày đáng lấy là mình phải ăn mì chắc nhỏ mà nãy mưa không có chạy mua mì không có ăn đợi mì chắc lớn nhỏ gì đó giống ở quán hơn. Như cộng nhỏ phải không? Thì cộng nhỏ. Cái này không biết ở quán người ta làm thịt sao mà nhìn nó đẹp lắm. Chắc là tại do người ta bén nó sắc cũng đẹp nữa. Nhìn nó sắc không giống ở quán. Thẳng thịt luôn đúng không? Sắc này đẹp không? Thấy ở quán nhìn thấy thèm lắm kìa. Bữa ăn bớt lẹo. Bữa đi chụp hình cưới xong đi ăn lẩu bò trên Sài Gòn á. Ồ nhìn nó. Bò không ăn lẩu bò nó ngon. Được rồi đó. Này chấm với chao. Chao này làm giống ở quán luôn nè. Ngon không? Chút này thử ngon rồi. Đang múc được đang mì á. Chao giống ở quán luôn. Nướng nhìn cái được rồi, ngồi trang nước vô nó cái nở kìa. Nè, đứng ở bánh múc đi. Sao chị? Không gần sáng chứ chó. Múc cho tính. Ừ. Đồ gì chứ mà. Ừ, múc thịt chứ thịt trong rồi. Múc miếng dao cho nó vừa. Chỗ nào gần. Nằm dưới á, ngập trầm thí thượng. Cây thảo nè. Lấy giá được. Rau má nè. Ủa cây thảo là lâm cây, lâm cây thảo á. Nhìn tay để vô. Nghe nói bò ăn với mùng tơi bị kỵ nha, mà đi ăn lỗ bò ở đâu cũng phải uống mùng tơi vậy. Có mùng tơi chưa? Nóng. Ăn cái món này là thấy từ từ, không có gấp. Từ từ đi. Nãy ăn bánh trung thu no rồi. Ừ, nào. Làm gì vậy? Trời ơi. Nữa, còn nữa. Mình chi cũng làm vậy. Anh hai ngồi dưới đâu có để được. Cái này chấm chao có thêm miếng sa tế vô nữa ha. Xong rồi gấp cái bắp bò vô. Thật. Tăng qua hình mày cả nhà nha.
ngon. Nguyễn rắc nguyễn hị chủ hiếu là ăn thịt. Nấu heo mông chín rồi đó, heo mông mình chiên trước á nó không bị lền nước đỡ. Mới gảo qua vòng một trăm nước thêm. Ngon. Thơm. Ăn thịt vô, gắp thịt ăn vô. Thịt. Con này nữa không? Không được. Chín rồi. Bưng trắng lên, bưng trắng lên. Sợ phải ngon, trắng với chao. Thật phải luôn. Thấy vừa không? Vừa ăn. Rồi thấy mặn mặn nè. Vừa. Để bỏ thêm hai muỗng muối nữa. Hai muỗng rưỡi luôn. Hai muỗng rưỡi. Cái chén nãy mình chấm chao gà, cái miếng thịt chấm chao. Vừa ăn nè. Rồi chắc cái miếng thịt chấm chao. Để lại mà tao tao không có niêm để cho nó sắc sắc coi nó cỡ nào nữa niêm chứ để niêm sớm quá vừa cái nó sắc mặn. Rồi để rau vô nữa. Cái này quên. 2 tháng rồi mình nấu. Đã. 2 tiếng. Không mà làm gì vậy? Bị vậy? Không hả? Cơm 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 cơm. Có bỏ gia vị cho nó không? Được. Nè. Để mình chi ăn bữa nay xong mày mai đâu ăn nha con nào. Chi ăn bữa nay là mai đâu ăn. Nè thịt tức á. Xuống góc rồi đó. Vừa góc lên. Dạ. Dạ. Nhai không đứt, mà sao mà nóng thêm nó độc gáp luôn. Luôn. Coi chứ giòn ngon mà chút. Dạ. Giòn. Thanh ngon béo ngon quá. Rất gạo hết. Cái nào mày? Được rồi. Nhân cha, được không? Nhân cha. Nhân cha. Không hiểu. Nhân cha. Dạ con. Thánh. Thần. Amen. Rồi ăn. Nó ngủ đi đó. Mày biết mấy giờ chưa thầy cơ? Hả? Mày biết mấy giờ chưa? Giờ này con tầm nhầm dũng chứ. Kìa cái mặt nó kìa. Mới trời mới vừa mưa xong nữa chứ phải trời nóng nóng. Chồng nó bắt con gì. Thấy không?